Dưới đây là nội dung về lợi ích và cách sử dụng dâu tây mà bạn có thể tham khảo. Lợi ích của dâu tây. Một, giàu chất chống oxy hóa. Dâu tây chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Điều này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim mạch và ung thư. 2. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Các hợp chất flavonoid và anthocyanin trong dâu tây có khả năng giảm cholesterol xấu và tăng cường cholesterol tốt, HDL, giúp cải thiện chức năng của tim mạch, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. 3. Tăng cường hệ miễn dịch. Với hàm lượng vitamin C dồi dào, dâu tây giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và vi khuẩn có hại. 4. Hỗ trợ làm đẹp da. Vitamin C và chất chống oxy hóa trong dâu tây giúp làm sáng da, ngăn ngừa lão hóa, đồng thời giúp tăng cường sản sinh collagen, giúp da săn chắc và đàn hồi hơn. 5. Giảm cân và kiểm soát đường huyết. Dâu tây ít calo nhưng giàu chất xơ, giúp cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân. Chất xơ cũng giúp điều hòa đường huyết, đặc biệt tốt cho những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cách sử dụng dâu tây. 1. Ăn tươi. Cách phổ biến nhất để sử dụng dâu tây là ăn tươi. Bạn có thể dùng dâu tây làm món tráng miệng, ăn kèm với sữa chua hoặc ngũ cốc vào bữa sáng. 2. Sinh tố và nước ép. Dâu tây có thể được xay nhuyễn để làm sinh tố hoặc nước ép, kết hợp với các loại trái cây khác như chuối, xoài hay táo để tạo ra thức uống dinh dưỡng và ngon miệng. 3. Làm mứt dâu. Mứt dâu tây là một món ăn truyền thống, dễ chế biến và có thể bảo quản lâu. Mứt có thể dùng kèm với bánh mì, bánh ngọt hoặc làm nguyên liệu cho các món tráng miệng khác. 4. Salad. Dâu tây có thể được thêm vào các món salad, salad trái cây hoặc rau, kết hợp cùng các loại rau xanh, quả óc chó và phô mai để tạo ra một món salad tươi ngon và giàu dinh dưỡng. 5. Trang trí món ăn. Dâu tây là nguyên liệu tuyệt vời để trang trí bánh ngọt, bánh kem hoặc các món tráng miệng nhờ màu sắc đỏ tươi đẹp mắt và vị ngọt nhẹ nhàng. 6. Mặt nạ dưỡng da. Dâu tây còn có thể sử dụng trong làm đẹp, với cách làm mặt nạ dưỡng da từ dâu tây xay nhuyễn, kết hợp với mật ong hoặc sữa chua, giúp da sáng mịn và giảm mụn. Kết luận, dâu tây không chỉ là loại trái cây ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp. Bạn có thể sử dụng dâu tây theo nhiều cách khác nhau để tận dụng tối đa lợi ích từ loại quả này.